Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đam mê Cá Vàng. Đối với các bạn lần đầu tiên mà xem kênh của Đam mê Cá Vàng thì đây là một kênh chuyên về chia sẻ cách chăm sóc cá vàng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một chủ đề mà mình nghĩ rằng các bạn cũng khá là quan tâm và muốn khắc phục nó. Đó là về vấn đề là nước bị kéo màng dầu màu trắng và bọt trên mặt nước. Trước khi xem tiếp video, các bạn hãy dành 3 giây để nhấn nút subscribe và nút chuông để theo dõi các video mới của Đam mê Cá Vàng nha. Ngoài ra, Đam mê Cá Vàng còn cập nhật rất là nhiều tip nhỏ và nhanh về việc chia sẻ nuôi cá vàng, cũng như là các chương trình khuyến mãi dành cho các sản phẩm của Đam mê Cá Vàng theo từng tháng và từng tuần. Các bạn hãy theo dõi qua fanpage Đam mê Cá Vàng và Instagram để mà đừng bỏ lỡ các chương trình đó nha. Nếu mà các bạn có bất cứ khó khăn nào về việc nuôi cá vàng, các bạn hãy cứ liên hệ với Đam mê Cá Vàng thông qua fanpage Đam mê Cá Vàng hoặc là hotline 0869 242 393 để được tư vấn chi tiết nha. Và bên mình sẽ không thu bất cứ chi phí nào về việc tư vấn hết, các bạn yên tâm nhé. Và bây giờ thì xin mời các bạn xem tiếp video thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên nhân của màng trắng, màng dầu trên mặt nước. Về nguyên nhân của các màng trắng, màng dầu trên mặt nước thì có những nguyên nhân chính như sau. Thứ nhất đó là do là vi sinh bị chết. Và cái việc mà vi sinh bị chết đó, nó có nghĩa là cái nồng độ nitrit tăng. Và khi mà nồng độ nitrit tăng thì đồng nghĩa là tăng pH. Thì đó là cái yếu tố chính. Và có một nguyên nhân nữa khiến cho vi sinh bị chết, đó là do cái nước sạch của mình không được trung hòa. Và khi tiếp xúc với một môi trường lọc và nơi mà vi sinh đang sống đó, thì vi sinh nó sẽ chết và sẽ tạo ra cái màng dầu trên, cái màng dầu trắng ở trên mặt nước. Và nguyên nhân tiếp theo đó là do cái hàm lượng dầu của thức ăn quá nhiều, hoặc là do bạn cho cá ăn quá nhiều thức ăn. Và một nguyên nhân nữa đó là do bạn không đủ cái chất trung hòa cho nước tại thời điểm thay nước. Có nghĩa là cái lúc mà bạn thay nước á, thì bạn cần phải trung hòa chất clo, nhưng mà bạn lại không cung cấp đủ cái chất đó. Vì vậy thì nước nó sẽ xảy ra cái màng dầu trắng ở trên mặt nước. Và cũng do cái yếu tố đó mà nếu mà trong nước bạn nuôi cá mà nó có sẵn một cái lượng vi sinh rồi á, thì bởi vì nó sẽ gặp cái nước mà không có được trung hòa đủ, do đó thì vi sinh nó sẽ chết. Và cái nguyên nhân đó nó cũng sẽ khiến cho xuất hiện cái màng dầu trắng trên mặt nước. Và một cái nguyên nhân nữa, nguyên nhân cuối cùng, đó là do nước nó bị nấm mốc. Và nước bị nấm mốc á, là do bị suy giảm chất lượng nước nè. Cái sự suy giảm đó nó sẽ phá vỡ cân bằng của vi sinh và phá vỡ các chức năng phân hủy của ammoniac nè, nitơ và nitrit. Và khi mà oxy nó không đủ cái độ bão hòa trong nước, và hoặc là do cái sự chuyển động của nước nó bị thiếu, có nghĩa là do nước nó không có được luân chuyển, di chuyển nhiều, do đó thì nó sẽ gây ra nấm mốc. Và khi nấm mốc phát sinh đó thì nó sẽ kéo cái màng trắng trên mặt nước. Thì bạn có thể hiểu một cách đơn giản cái cơ chế của cái việc xảy ra nấm mốc, đó là do bạn để nước quá lâu ngày mà không có để sủi, không có để oxy, hoặc là bạn để oxy nhưng mà để nó bị yếu á, và bạn để lâu ngày như vậy, bạn không có thay nước và không có cái sự luân chuyển của các phần tử ở trong nước, không có cái sự di chuyển của nước. Vì vậy thì nó sẽ làm cho suy giảm chất lượng nước và nó sẽ phá vỡ cái sự cân bằng của vi sinh. Điều đó sẽ khiến gây ra một cái hiện trạng đó là nấm mốc nước. Và cách giải quyết thì như thế nào? Về cách giải quyết á, thì trước tiên chúng ta cần phải xác định xem là nguyên nhân có phải là do vi sinh chết hay không. Thì để mà xác nhận được cái điều này á, chúng ta cần phải tạm thời xử lý cái màng dầu đó. Và để xử lý cái màng dầu đó thì chúng ta sẽ có hai cách. Để hút được cái màng dầu trắng á, chúng ta có thể giải quyết bằng cách là mình sẽ lấy cái khăn, cái loại khăn giấy á, khăn giấy mà mình dùng bình thường á, khăn giấy mỏng, bạn sẽ rải lên trên mặt nước và để nó hút hết cái màng dầu. Và sau đó thì xem tình hình trạng khoảng chừng 3-4 ngày sau là xem có cái hiện trạng mà cái màng dầu trắng ở trên mặt nước nó có xuất hiện lại hay không.
Hoặc là một cách nữa, đó là bạn cũng có thể dùng các vật dụng gọi là cái vật dụng hút mặt. Cái vật dụng hút mặt này thì mình cũng đã từng giới thiệu với các bạn ở cái vlog lần trước rồi. Các bạn dùng cái vật dụng này để mà thay nước. Thì cái vật dụng này nó cũng có một cái tác dụng nữa, đó là nó sẽ hút hết các quán mặt ở trên mặt nước, và đồng thời nó cũng sẽ thay được một cái lượng nước cho cá. Và khi bạn sử dụng một trong hai cách trên đó, khi bạn làm như vậy á, thì bạn có thể tạm thời xử lý được cái màng dầu trắng ở trên mặt nước. Và sau đó rồi thì bạn cần phải quan sát khoảng chừng 3-4 ngày sau, xem rằng cái màng dầu trắng đó nó có tái phế, nó có xuất hiện lại hay không. Nếu mà bạn quan sát á, bạn thấy rằng nó có xuất hiện lại, nhưng mà nó xuất hiện tại ngay cái thời điểm mà sau khi bạn cho cá ăn á, thì như vậy thì nguyên nhân chính đó là do thành phần thức ăn. Thì lúc này bạn cần phải loại bỏ dầu bằng cách là giảm cái lượng thức ăn xuống, hoặc là đổi sang một cái dạng cám có cái lượng dầu ít. Thì như vậy thì nó sẽ không có xảy ra cái vấn đề màng dầu trắng ở trên mặt nước nữa. Trường hợp thứ hai đó là sau khi bạn đã hút dầu rồi và cái màng trắng nó vẫn tái phát như vậy, dù là bạn không có cho cá ăn thì nó vẫn tái phát như vậy, thì nguyên nhân chính đó là do vi sinh bị chết và chất lượng nước nó sẽ bị ảnh hưởng, nó sẽ bị suy giảm là do nitrit và pH tăng cao. Và ngay lúc này thì bạn sẽ loại bỏ cái màng dầu trắng trên mặt nước bằng cách là bạn sẽ thay nước khoảng 50%, và khoảng từ 4 đến 6 ngày thì bạn lặp lại như vậy khoảng 2-3 lần. Tức là mỗi ngày bạn cần phải thay nước, hoặc là 2 ngày một lần thì bạn cần phải thay 50% nước. Thì khi bạn làm như vậy á, thì nó sẽ tái tạo lại vi sinh và để cho cái chất dầu đó nó sẽ không có loang ra nữa. Và có một cái trường hợp nữa, đó là do cái chất trung hòa nước, trung hòa clo trong nước không đủ. Và nếu mà bạn thấy là cái chất trung hòa nước không đủ, chất trung hòa clo không đủ, thì bạn có thể giải quyết bằng cách là bơm thêm cái chất trung hòa cho nó đủ cái lượng đã được chỉ định đi. Nếu mà bạn không biết là liệu rằng chất trung hòa mình bỏ vào á, nó đã có đủ hay chưa, thiếu hay đủ á, thì lúc này thì bạn để mà chắc ăn thì bạn có thể thay khoảng 80% nước trở lên thêm một lần nữa, và sau đó thì bạn bổ sung một cái lượng chất trung hòa nhất định sau khi thay nước. Và đối với cái nguyên nhân là nước bị mốc á, về cơ bản thì ít nhất bạn cần phải thay 80% nước trở lên, và cần phải tăng cái bão hòa oxy, có nghĩa là bạn sẽ mở sủi mạnh lên và tạo ra một cái môi trường luân chuyển cho nước hoạt động thật là mạnh. Ở chủ đề này mình chia làm hai phần. Phần 1 mình đã chia sẻ đó là về vấn đề nước bị màng dầu trắng trên mặt nước và cách xử lý. Và ở vlog kế tiếp thì mình sẽ chia sẻ về vấn đề nguyên nhân khiến cho nước bị nổi bọt. Các bạn đừng quên hãy nhấn nút subscribe và nút chuông để nhận thông báo khi Đam Mê Cá Vàng có video mới nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.